Chúng ta tiếp tục mua vào 6, test 2, phần reading part 3, phần đọc, phần số 3, six question, 6 câu hỏi, read the text, hãy đọc bài văn, and choose the best answer, và chọn câu trả lời tốt nhất. Rồi, question câu số 1. Ngọc Hân. And you play hockey this evening. Bạn có thể chơi. Y là gì? Cô cần. Thấy chưa? Chưa có gì kỹ giơ tay cô mời đó. Hockey là gì? Thiên Anh. Cô là Thấy chưa? Đấy, giơ tay lên đấy. Cô ưu tiên mấy bạn giơ tay đó. Rồi, Long. Can you play hockey this evening? Bạn có thể chơi khúc cung cầu vào buổi tối. Tối nay Giờ có ai? Bạn không không chọn câu ai? Yes, I can. bạn chọn cô A này, rồi học lại cho cô cái từ hockey đi mấy bạn. Khúc côn cầu nó có một cái cây gậy như thế này nè đó, xong nó có một cái cầu ở đây để đánh vô, nó giống như golf vậy đó, chơi gôn vậy đó, Giờ không nhưng có mà ai. ở đây nha nó là khúc côn cầu ha. Rồi Ken là hỏi bạn có thể play. Can you, bạn có thể play, chơi hockey, môn khúc côn cầu this evening. This có nghĩa là đây, là này. Còn nếu nó đi với is to be á, thì mình sẽ dịch là đây là. Được chưa? This evening. Tối nay được không? Yes, I can. Hỏi can thì trả lời. Can. Hỏi you trả lời. I. Được chưa? Hỏi bạn thì phải trả lời. Tôi. Yes, I can. Còn I like playing. Mình có hỏi người ta là thích chơi gì không? Rồi you can play. Người ta hỏi bạn ơi, có thể tối nay chơi không? À, môn khúc côn cầu không? Tự nhiên nói you can play, bạn có thể chơi. Rồi đó rồi, nói ngược lại người ta. Rồi hai câu này nó lệch ý. À, vậy thì chúng ta chọn câu A, yes I can. Đó, hai bạn giơ tay cùng mời ưu tiên đó. Rốt cuộc không nhớ cái từ hockey. Căng thế nhỉ. Rồi Kim Quyên, 50 chữ. Yes, Smith, the game starts after school. Trò chơi bắt đầu sau giờ học. Is that okay? Nó có ổn không? Con chọn câu C, this isn't bad. Nó không tệ. This là đây, is là không phải là. This is là đây là, có dần vô, có not vào là không. Đây không phải là bad, tệ. Rồi, Xin chào. còn ai chọn câu khác không? Con chọn câu Ngọc Hân. con chọn câu B mít. Bạn chọn câu B, có ai chọn khác không? Con chọn câu Rồi, he's good, cậu ấy thì tốt. Người ta hỏi the game bắt đầu sau giờ học, is that okay, điều đó có ổn hay không, sau giờ học chơi game có ổn không, tự nhiên nói he's good là cái câu này lạc rồi. Rồi that's fine, tốt lắm, điều đó tốt lắm. Người ta hỏi is that thì mình trả lời that is. Được chưa? Hơi bị lừa mình đó, nghĩ cao siêu làm gì ha. À, hỏi đáp thì trả lời this là hơi có vấn đề rồi, được chưa? Vậy đáp án của chúng ta là câu gì? không B nha. Rồi câu số 3, trên anh. Where is the hockey game? Môn trò chơi khúc côn cầu thì ở đâu? Con chọn câu C, at the sports center, ở trung tâm thể thao. Center này các bạn đọc yếu âm lại cho cô. Center, center, Center. à center, Center. à đọc cho nó chuyên nghiệp, nó cho nó giỏi ha. Ok, where is the hockey game? Vậy trò chơi khúc côn cầu này ở đâu vậy? You hit a small white ball. Bạn đánh một quả banh nhỏ màu trắng. Rồi người ta hỏi ở đâu chứ? À. Rồi with my friend, cùng với người bạn, những người bạn của tôi, friends. Người ta hỏi là ở đâu mà đi nói chơi với ai là sai rồi. Vậy thì chỉ có at là ở tại.
The Sports Center, ở trung tâm thể thao, ở tại trung tâm thể thao, câu này là chính xác. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp tục câu 4. Hẳn. Hello, play hockey. Tôi rất yêu thích chơi hockey. Yeah, it's great. Vâng, nó rất là tuyệt vời. Rồi câu 4 bạn chọn A. I love playing hockey. Tôi yêu thích chơi môn khúc côn cầu. Yes, it's great. Vâng, nó thì tuyệt lắm. Yes, thank you. Vâng, cảm ơn. Trời, người ta nói thích chơi mà đi cảm ơn người ta. Câu này cũng lạ quá. Yes, it is. Người ta có hỏi is it hay không mà nói thì dạ, it is. À, vậy là yes, it's great. Vâng, nó tốt, nó tuyệt lắm. Rồi 4A nha. Rồi câu số 5, mời bạn Xuân An. Do you like swimming? Bạn có thích bơi không? Yes, I do. Anh chọn câu A, có ai chọn đáp án khác không? No. Hỏi du thì trả lời ai, hỏi du thì trả lời du. À, còn he wants to, cậu anh ấy muốn, anh ấy muốn, người ta có hỏi, người ta hỏi bạn thích bơi hay không mà tự nhiên nói anh ấy muốn, lạc đề. You did là bạn đã làm, người ta hỏi du mình đi trả lời did quá khứ, ta hỏi du hiện tại mình đi trả lời quá khứ, did là sai. Ok đó, giỏi rồi đó, các bạn nâng tầm lên rồi đó. Rồi mình qua câu tiếp theo đi. Câu 6, mời bạn Hảo Tiên. Hảo Tiên. Hảo Tiên có nghe cô nói không nè? Mời bạn đọc câu 6 và chọn đáp án dịch bài. Không dịch không được không? Không dịch được á. Oh no. Mời bạn Mỹ Kim. Vậy Hảo Thiên phải chú ý nghe cái cách dịch bài nha. Cô đưa con chuột tới đâu là Would bạn you like to go to the beach after the game? Bảo Bạn Kim ơi, cô không nghe được con nói. you like to go to the beach after the Bảo Kim game? ơi, chưa nghe được luôn. Ngộ ta. Ủa cô, tụi con nghe được không cô? Con nghe được mà cô. Chờ cô xíu coi. Rồi, mời Con cũng nghe được mà con. Mỹ Kim nói lại. Alo. Would you like to go to the beach after the game? Bạn có muốn đi đi đến bãi biển sau cái trò chơi không? Yes, I am. Có, tôi muốn. Là chị Anh chọn cô A hả? Có ai chọn cô A không? con. Trời ơi, người ta có hỏi ai, ai du hay không mà mình trả lời ai em. Lạc đề. Sorry các bạn. Biết rồi. Càng hay nhỉ. Người ta hỏi would you like mà. Ai Ví dụ cô hỏi would you like some apple? Bạn có muốn ăn táo không? Yes please, no thanks. Mà ở đây nó không có cái câu yes please, no thanks. À, vậy thì mình phải chọn câu nào? không? Ha thì người ta cũng không hỏi luôn, cho nên good thì chọn câu good thôi. Yes, I good. Vâng, muốn. Đấy, các bạn không chịu phân tích ngữ pháp cho nên là các bạn bị sai rồi đó. À, còn nếu mà nó về nghìn từ vựng á, nghĩa của câu thì các bạn phải dịch ra. Rồi, qua phần tiếp theo. Part 4. Ở bên đây chúng ta có 6 câu. Và bên đây có một câu nữa. Seven questions. Phần 4, 7 câu hỏi. Read the story. Hãy đọc câu chuyện. Choose a word from the box. Chọn một từ vựng ở trong khung. Write the correct words next to numbers 1 to 6. Hãy viết các từ vựng đúng kế bên các số từ 1 đến 6. There is one example. Có một ví dụ. Rồi, bạn nào đọc câu ví dụ và cho đáp án câu số 1, dịch bài. Mời bạn.
Các bạn tắt hết camera thì làm sao cô mời? Hảo, Hảo Thiên, Ngọc Thanh, Phú, Bảo Châu. Một bài Ồ, hay quá chúng ta. tôi trong sinh hôm nay tất cả mít Trời ơi, mời bạn Phú đọc bài. xin ra nhà đi còn đi family lives in a flat in the city. Ba gia đình tôi thì sống trong một căn hộ ở trong thành phố. Last Monday, my younger brother Johnny, who is 8, Cái này là chưa soạn bài ở nhà nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Các bạn thấy cái việc học của mình chưa? Rồi chọn cái từ nào ha? Ai ở nhà làm rồi? Có mỗi cái quyền trên anh. Kim Quyên chọn câu từ nào? Yeah, hi. Bạn chọn từ hai hả? Đúng. Câu số một. Không chọn tên. Bạn hai là trốn ẩn nấp. Mà tự nhiên who is eight? Người mà 8 tuổi xong rồi ẩn nấp home. Này hơi lạ đó. Mời Thiên Anh. Sợ. Miss, con chọn quốc quốc What? Wakata, Quốc wakata, wakata. Ai chọn wakata? Đã Rồi bây giờ mình đọc coi xem đúng không nha. Chú ý vào đây đi mấy bé. My family, gia đình của tôi lives, sống in a flat, ở trong một căn hộ, in the city, ở trong thành phố. Last month, thứ hai tuần trước, my younger brother John, em trai nhỏ của tôi tên là John, who is eight, người mà 8 tuổi, cái chữ who đó, nó nhấn mạnh cái từ em trai John, người mà 8 tuổi, walked home, đi bộ, đã đi bộ về nhà after school, sau giờ học. Câu này ổn ha. Rồi. Mời bạn tiếp theo, Bảo Châu number Yes, Smith. I don't want to go on those ở châu chưa có đáp án luôn, thấy chưa, thấy chưa, càng ngày các bạn học càng sa sút rồi. Kim Quyên. Yes, Smith. I don't want to go up on those stairs. John thought. Thought, think thought. Rồi nhớ từ này cho cô, think thought, nghĩ, đã nghĩ, suy nghĩ đó. Tôi không muốn đi lên những cái cầu thang này. John đã nghĩ. Bạn chọn từ số 2 là stairs, các cái bậc thang. Stairs. Những cái bậc thang. Cầu số 3 là con. I don't want to go up all those stairs, John thought, think, thought. Tôi không muốn đi lên tất cả những cái bậc thang kia. Those là chỉ về kia, những cái bậc thang ở xa. Ta chọn those, những cái bậc thang kia. John thought, John đã nghĩ. Rồi, bạn chọn đúng rồi đó các bạn. Long, câu số 3. Clam. I can climb the big tree in the garden and jump onto
Balcony. Tôi có thể leo lên cái cây lớn ở trong vườn vào và nhảy tới cái lan can. Bạn chọn từ Trump. I can climb the big tree in the garden. Tôi có thể leo trèo lên một cái cây lớn ở trong vườn and jumped on to our balcony và nhảy lên trên cái ban công của chúng tôi. Bạn nói đúng rồi đó. Rồi câu số 4, mời bạn Thiên Anh. Yes, miss. He cried his school bag on his shoulder and clambered up the tree. Rồi bẹp đó hả? Làm He bẹp đó hả? Có đất tốt đâu mà các bạn đọc ịt làm chi? Bật lưỡi lên ông đờ. Clamped. clambered. Rồi bạn chọn từ nào? Shoulder. Bạn chọn shoulder là cái vai. Rồi mời bạn dịch bài. Shoulder. Yes, miss. Anh ấy đã mang cái cặp của anh ấy trên vai và trèo lên cái cây. Nó thì dễ dàng. He carried này y đi đọc âm đờ. À, cậu ấy đã mang his school bag, cái cặp đi học của cậu ấy, on his shoulder, ở trên vai của cậu ấy, and clamped, y đi này đọc là đập, clamped, và đã trèo up lên the tree, cái cây. It was easy. Nó đã dễ dàng. À. Rồi câu này là đúng nha. Tiếp theo câu số 5. Gia hân. Gia hân. Yes, miss. Hello, mom. I'm home. Her son. What? There Lại đọc bút nữa rồi cô xỉu luôn đấy. no. But Hân ơi. there were no answer. And door open. And an old man. Woman, hôm nay nhập trọng lại nhỉ. Woman come Came out. out. Come out. Came. Come. Came. Bạn đeo tai nghe mà bạn còn nghe không được nữa đó. Came out. Come. Mời bạn ở nhà luyện đọc nhiều giùm em cái nha. Trời ơi. Dạy hoài mấy năm rồi cứ dạy bút bút quá người ta đọc không biết. Trời đất ơi, thế bao giờ cũng mới cho bạn này á xóa được cái từ đó đi. Bút. Trời ơi, đọc bách mà cứ đọc bút hoài. Rồi bạn chọn từ gì đó? Sao tịch hả? Đây này, ở đây có đất tốt chứ tờ này thì ED này sẽ đọc là it. Sao tịch. Sao À, câu này câu số 5. tịch. Rồi, mời bạn dịch bài. Con đã về rồi, anh ấy. Từ này về sao mẹ? Hello Từ này dịch sao? mom, chào mẹ. I'm home, con về rồi đây. He shouted. Cậu ấy đã hét lớn lên. La lớn lên. Shout là la hét. Tệ là đã la. Đã la, đã hét lên. À, đã hét lớn lên. But, nhưng mà there was, đã. There were no, đã không có answer, câu trả lời. Đã không ra cái rồi. The door opened, ED này đọc âm the. Cánh cửa đã mở, and an old woman came out, come came. Làm ơn viết vào, đừng ngồi nhìn.
À, và cánh cửa chính đã mở ra và một người phụ nữ mà lớn tuổi thì các bạn dịch là một bà lão, và một bà lão came out đã bước ra. Come came là tới, out là đi ra, vậy là tới ra thì các bạn nói là bước ra. À, come in là đi vào, được chưa? Rồi. Câu tiếp theo. Câu số 6, mời bạn Xuân An. Yes, Miss. Oh, Mrs. Brown. Oh, đó là Mrs. Brown, said John. John đã nói, I'm very sorry. Tôi rất xin lỗi. I think I'm on the last balcony. Tôi nghĩ tôi đang ở trên cái ban công của căn hộ. Flash đó hả? Flash chọn câu 1 rồi. Câu 1 chọn Flash rồi. Vậy thì Nghĩa là quân. bây giờ có từ the balcony ở đây, và các bạn phải thêm một cái tính từ vào đây là cái ban công nó bị Bị gì? Còn cái gì không? Ban công bị sợ đúng không? Ban công bị sai đúng không? Còn hai từ này là... Vậy là chọn ban công bị sai, đi nhầm ban công rồi đó. Sai ban công tức là wrong. Ban công bị nhầm mà, bị Sai sai ban công. Oh, bà Rao said John. John đã nói I'm very sorry, tôi rất xin lỗi ạ. À, tức là cháu rất xin lỗi ạ. À, I think, cháu nghĩ rằng I'm on the wrong balcony, cháu đi sai cái ban công rồi, đi nhầm vào ban công rồi. Tại vì cậu này cậu ấy lên cái khu vườn xong cậu leo lên trên cây, cậu không biết cái ban công đó nhà ai hết á, nhưng mà bước vào không thấy mẹ đâu, là hét lớn lên không thấy mẹ đâu, nhưng mà thấy bà Brown mở cửa thì cậu ấy nghĩ là cậu ấy đã bước đi vào nhầm nhầm nhà rồi ha, tức là đang đứng ở trên ban công sai rồi, trèo lên sai lối rồi. Rồi câu tiếp theo. Miss Brown laughed. ED này các bạn hả? đọc phờ tờ này, laugh, laugh phờ tờ này, cái đuôi gh nó đọc là âm phờ phờ thì chúng ta phải đọc là tờ ED, laugh. Bà Rao đã cười lớn. John, you're not a cat, bạn không phải là một con mèo. She said, bà ấy đã nói. Why didn't you take the lift? Tại sao cháu không đi lên bàn Thang thang máy vậy? Oh, said John, that's boring. Oh, John đã nói rằng điều đó chán lắm ạ. subscribe Cái cậu bé này lạ quá. Rồi, chọn cho cô một câu tên. cho ai mấy mai vô làm thân. My brother's funny mistake. Mistake nghĩa là gì? Lỗi sai. À, nhầm, bị nhầm. À, mistake có nghĩa là sai, có nghĩa là nhầm nha. Vậy là một sự nhầm lẫn của, một sự nhầm lẫn gì? Funny, hài hước của anh trai của tôi. Em trai Anh trai hay em? em Younger brother John, vậy là em trai của tôi. 8 tuổi, dám leo cây vô cái ban công. Ừ. Không chịu đi thang máy, nói chán lắm. Ngày nào cũng đi thang máy chán rồi. Cậu này hay quá à. Rồi cái chữ phẩy S này không phải là is mà là của. Chúng ta phải dịch ngược lại. Sự nhầm lẫn hài hước của em trai của tôi. Rồi tới đây các bạn hiểu bài chưa? Chúng ta qua phần tiếp theo. Đó, đọc một bài phân tích rất là lâu, cho nên các bạn phải ráng ở nhà luyện làm trước để có câu trả lời cho cô. Phát bài phần số 5, 10 questions, 10 câu hỏi. Look at the pictures, nhìn vào những bức tranh, and read the story, và đọc câu chuyện. Write words, hãy viết những từ vựng to complete để hoàn thành. The sentences, các câu about the story, về câu chuyện. You can use, bạn có thể sử dụng. One, two or three words, một, hai hoặc là ba từ vựng. Horse birthday.
ngày sinh nhật của Paul. Rồi, ở bên đây chúng ta có ba câu. Các bạn quan sát bức tranh chưa? Rồi. Bạn tiếp theo. Mỹ Kim đọc và dịch đoạn này. I'm 10 now. Tôi 10, bây giờ tôi 10 tuổi. I must put my old toy in the basement. Nguyễn Kim đọc đâu á? Phần số 5 mà. Trang 38. Đúng chưa? Đúng. Nguyễn Kim đang đọc nhầm hả? Đọc lại, đọc lại. It was Thursday morning. Nó đã là một buổi sáng thứ năm. Paul opened his eyes and sat up in bed. Paul mở mắt của anh ấy và Đã ngồi. đã ngồi trên giường. It's my birthday. Hôm nay là sinh nhật của tôi. I'm 10 today. Hôm nay tôi 10 tuổi. He sat to his favorite bear. Anh ấy nói với con gấu yêu thích của anh ấy. Look at his old toy in the cupboard. Opposite. Opposite his Đối bed. diện. Đã nhìn vào. Anh ấy nhìn vào cái đồ chơi cũ của anh ấy trong tủ đối Đối diện diện. giường của anh ấy. I don't need those toys now. Tôi không cần những thứ đồ chơi này nữa. He said, anh ấy nói. His mother came into his room with some present. Mẹ của anh ấy đi vào phòng của anh ấy cùng với một vài món quà. Happy birthday, Paul. Chúc mừng sinh Paul. nhật, Paul. Paul, ông Paul. Paul. She said, cô ấy nói. What do you want to do today? Going to the zoo? The cinema? Bạn muốn đi đâu? Làm gì? Con muốn đi đâu? Con muốn làm gì vào hôm nay? Đi đến sở thú. Đi sở Đến thú rạp. không? Đến Câu sở thú hỏi đó. hả? Đến Đi rạp chiếu không? phim. Đây là câu hỏi cho nên con phải hỏi đi đến sở thú không, Đi đi đến sở thú không hay là đến rạp chiếu phim phim? không? I don't want to go out. Paul said, tôi không Paul, muốn. AU này con đọc là O. Paul, Paul sẽ. Paul said, tôi không muốn đi ra ngoài. Paul đã nói, I'm 10 now. I must put my old toys in the basement. Bây giờ con 10 tuổi, Có phải con phải cất những thứ đồ chơi cũ của con vào kho. là tầng hầm Ok. Ok, said his mother quickly, khoái quietly. ẩn Ok, được rồi. được rồi. Mẹ của anh ấy nói một cách nhỏ nhẹ. À, đã nói nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ các bạn chú ý vào những cái từ của quá khứ và cái cách đọc ED của những cái từ mới ha. Chú ý giùm cô ha. It was Thursday morning. Đó đã là vào buổi sáng thứ năm. Vậy còn xuất hiện từ was, chứ đừng đọc was nha. Các bạn hay đọc từ was à. Was thì nhẹ và were cong lưỡi ha. Was là quá khứ của từ is, to be là is đó. Rồi, đó đã là sáng thứ năm. Paul opened, open là ed đọc âm d lên. Paul đã mở mắt. His eyes đã Paul đã mở mắt của cậu ấy ra. And sat up in the bed. Sit sat. Đã ngồi lên. Sat up là ngồi lên. Up là lên. In bed. Và đã ngồi lên ở trên giường. It's my birthday. Đó là sinh nhật của tôi. I'm 10 today.
Hôm nay tôi 10 tuổi rồi. He said to his favorite bear. Cô ấy đã nói với con gấu bông yêu thích nhất. Favorite, các bạn phải nhấn mạnh cái chữ nhất cho cô nha. Favorite là yêu thích nhất. Cậu ấy đã nói với con gấu bông yêu thích nhất của cậu ấy. He looked, ED này các bạn đọc ông tờ. He looked at his old toys in the cupboard. Cậu ấy đã nhìn vào các đồ chơi cũ của cậu ấy in the cupboard, ở trong cái tủ nhỏ. Opposite, cái từ mới nữa các bạn. Opposite, đối diện. His bed, giường của cậu ấy. I don't need those toys now. Bây giờ tôi không cần những đồ chơi đó nữa. Those là những cái đồ chơi kia ở đó. Nó chỉ xa, tại nó đối diện với giường của cậu ấy mà. À. He said, cậu ấy đã nói. His mother came into his room. Mẹ của cậu ấy đã đi vào, đã đến. Come, came là đã đến. Vậy nó đi với từ into thì các bạn dịch là đã đi vào. Đó, quá khứ thì các bạn phải dịch cái từ đã vào nha. Đã đi vào trong căn phòng của cậu ấy with some presents, cùng với vài món quà. Happy birthday, Paul. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé, Paul. I don't want, she said, mẹ đã nói. What do you want to do today? Hôm nay con muốn làm gì vậy? Go to the zoo. Con đi sở thú không? The cinema. Con muốn đi đến rạp chiếu phim xem phim không? I don't want to go out, Paul said. Con không muốn đi ra ngoài đâu, Paul said. Paul đã nói. I'm 10 now. Bây giờ con 10 tuổi rồi. I must put my old toys in the basement. Con phải đặt những cái đồ chơi cũ của con vào trong cái tầng hầm, tức là nhà kho. Okay, said his mother quietly. Được rồi, mẹ của cậu ấy đã nói một cách nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng. Yeah. Quietly là yên tĩnh, im lặng. Có ly vào nó là trạng từ, một cách nhẹ nhàng, một cách yên tĩnh. Rồi tới đây cái đoạn này các bạn hiểu kỹ bài chưa? Câu số 1, cô mời bạn Dạ Ngọc Hân. Đọc dịch. Old toys were in a cupboard which was Rồi con lại dịch cái câu này ra thì con mới thấy đáp án được. những cái đồ chơi cũ của Thor thì Đã đã ở trong cái tủ tủ nhỏ, cái mà which, cái mà cái mà nó ở đâu, cái thùng đồ chơi opposite à. Rồi đi tìm cái từ cupboard đi, nó nằm đây nè. Opposite his bed là nó đối diện với lại cái gì, cái giường của cậu ấy. Vậy thì đáp án của chúng ta, người ta cho phép được ba từ, thì các bạn viết từ opposite được chưa? Opposite, cái từ này khó cho nên các bạn đọc nhiều lên. Opposite là đối diện. His bed, giường của cậu ấy. Rồi câu số 2, Hảo Thiên đọc dịch chọn đáp án. Hảo Thiên, câu 2. À, Phú. Yes, Paul's mom said happy birthday. Mẹ của Paul đã nói chúc mừng sinh nhật. Rồi, kết thúc ở chỗ nào? Happy birthday. Đây. Vậy ai nói câu này? Said, nói chúc mừng sinh nhật. Ai đã nói? Người ta nói là his mother chứ có phải his mom không? Được chưa? Các bạn phải chú ý vào bài nha. His mother. Rồi, câu số 3. Bảo Châu.
Bảo Châu. Cô nói các bạn có nghe không ta? Bảo Châu ơi, để bật camera cũng như Yes, let. con bật camera cũng như không vậy đó, con có bỏ cái hình sticker đó xuống không hả? How want to take his Wanted, thought how wanted. How wanted to take his toys downstairs, Downstairs. downstairs to the Đây gì? Rồi đi tìm cái từ đó đi. Paul đã muốn to take his toys là lấy những cái đồ chơi của cậu ấy downstairs xuống dưới lầu. To the đi tới cái gì? Đồ chơi đời gì? basement Basement. Nó giống như cái từ basement bo đó. Basement, phòng hầm, nhà kho. Khó khăn với các bạn vậy hả? Rồi xong ba câu. Chúng ta qua đoạn số 2. Kim Quyên. Rồi các bạn nhìn nè cái hình nha. Rồi từ câu 4 đến câu 7 Kim quên đọc dịch. Yes, after breakfast, they found three boxes, which they carried upstairs. Sau bữa sáng, họ đã tìm thấy ba cái hộp, cái mà họ đã mang chúng xuống cầu thang. Paul's mom picked up his toy train and put it in the first box. Mẹ của Paul đã nhặt đồ chơi xe lửa của anh ấy và đã bỏ nó vào cái hộp thứ nhất. No, không, said Paul. Paul đã nói, I like playing with that sometimes. Tôi thích chơi với nó. Và tôi thích chơi với nó. Thỉnh thoảng tôi thích chơi với nó. Then she put Paul's kangaroo very carefully in the second box. Sau đó, cô ấy đã đặt con chuột túi của Paul một cách cẩn thận vào chiếc hộp thứ hai. No, không, said Paul. Paul đã nói, I like his face. Tôi thích khuôn mặt của anh ấy. He's always smiling. Anh ấy luôn luôn cười. Giỏi. Rồi after breakfast, sau cái bữa ăn sáng, they found họ đã tìm thấy three boxes ở có chữ sờ đây nha, là con gái sáu nhà chị sẽ hát thì các bạn phải đọc là is nha, boxes. Three boxes, họ đã tìm thấy ba cái hộp hoặc là ba cái thùng, which cái mà they carried, đi đi này đọc âm the upstairs, mà họ đã khiêng lên trên lầu. Paul's mom picked, đi đi này đọc tờ up his toys trend, mẹ của Paul đã nhặt cái đồ chơi xe lửa của cậu ấy lên. Up là lên, pick up nhặt lên. Pick up này có nghĩa là đón ai đó từ đâu ha. Ví dụ mình nói ba mẹ ơi đón con ở trường về ha, ba mẹ đến đón con ha, mom pick up me. Nhớ à. Rồi mẹ đã nhặt cái đồ chơi xe lửa của cậu ấy lên and put quá khứ, put it in the first box, và đã đặt nó vào trong cái thùng đầu tiên. No, said Paul. Không, Paul đã nói,
I like playing with that sometimes. Thỉnh thoảng, con thích chơi với nó. Then, sau đó, she put, put nữa này. Cái này nó đang quá khứ nha các bạn. Cho nên ba cái từ này nó viết giống nhau. À, put. Mẹ đã, sau đó, mẹ đã đặt cái gì đây? Horse kangaroo. Cái con chuột túi của họ very carefully. Một cách rất cẩn thận. Very là rất nha. Rất cẩn thận. Carefully là một cách cẩn thận. Có very vô thì các bạn dịch rất vào ha. In the second box, ở trong cái thùng thứ hai. No, said Paul. Không, Paul đã nói. I like his face. Con thích cái khuôn mặt của nó. He's always smiling. Nó luôn luôn mỉm cười. Đấy, các bạn thấy cái từ always đứng trước động từ thường và sau động từ be không? Đó. Nó luôn luôn mỉm cười. Rồi, bây giờ các bạn hiểu bài rồi thì các bạn đọc đáp án. Chờ đáp án nè. Câu số 4. Mời bạn. Được. His mother came very to help over the time. Upstairs. Yeah. Upstairs. Yeah. Paul and his mother carried. Paul và mẹ của cậu ấy đã khiêng, đã mang. Upstairs. Các bạn đi tìm cái từ carriage upstairs đi. Đó. Vậy mang cái gì? Mang cái gì? Three boxes. Vậy chúng ta có đáp án là ba cái thùng. Three boxes. Cô đọc boxes mà con đọc three box, box nha. Three boxes. Lên lầu. Rồi câu số 5. Thiên Anh. Yes, miss. The first tie that mom picked up was Bow's tie chain. Món đồ chơi đầu tiên mẹ đã đặt. Món đồ chơi đầu tiên mẹ đặt đã là cái trò chơi xe lửa của Bow. Vậy ở đây có posse nó thay thế cho cái từ his rồi. Thì chúng ta chỉ có một đáp án, hai từ là toy train. Đó các bạn chú ý để lấy từ vựng cho nó đúng nha. The first toy, cái đồ chơi đầu tiên. Vậy thì các bạn nhìn vào cái từ first boxes ha. First box, cái thùng đầu tiên. That mà, cái đồ chơi mà mom picked up, mẹ đã nhặt lên, was for toy trains. Đó là cái chiếc xe lửa đồ chơi của bạn Paul. Câu số 6, Ngọc Hân. The kangaroo went in the second box. Con chuột túi thì đã ở trong cái thùng, cái hộp thứ hai. Ừ. Vậy là mình sẽ the kangaroo went into, thay vì mẹ nói là put ha, thì went into là đã đi vào trong thùng gì? Thứ hai, the second, chứ mình không nói chu nha. Chu là dùng cho số lượng đếm thôi, còn second là dùng cho cái số thứ tự ha, thùng thứ nhất, thùng thứ hai, đặt con gì vào. Rồi, câu số 7, Mỹ Kim. How like his kangaroo's happy face. Face. Paul đã thích cái con kangaroo, mặt vui vẻ của con kangaroo của anh ấy. Ừ. Vậy là I like his face. Tôi thích cái mặt của cậu ấy, của nó ha. He's always smiling. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là happy gì? Face. Cái khuôn mặt vui vẻ. Rồi tới đây ổn không các bạn? Like này các bạn bật lưỡi âm tờ lên. Paul liked his kangaroos. Paul đã thích nha. Cái khuôn mặt vui vẻ của con kangaroo. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo.
Đây các bạn nhìn mà trong hình nha, hình nó chỉ tượng trưng thôi chứ nó không quan trọng, chủ yếu các bạn đọc và dịch bài cho nó hiểu bài, chọn đáp án. Rồi mời bạn Phú đọc dịch. Yes, Miss Paul's mom put his tag in the third box. Mẹ của Paul đã đặt cái con dê của anh ấy ở trong cái hộp thứ ba. No, said Paul. Paul đã nói không. Dad and I played with Dad in the park sometime. Tôi và bố thỉnh thoảng chơi chơi cái đó vào ở trong công viên. Dad, thôi, ta are under our bed. Paul, đồ, những chiếc xe đồ chơi của bố thì ở dưới giường. Nếu dưới giường của bạn Paul, and he's a lot older than you, và có nhiều và đều cũ hơn. You don't need dịch cái câu này sao? He's a lot older than you. Là bố có nhiều đồ còn cũ hơn của con nữa. Đúng không? Có nhiều đồ cũ hơn con nữa. You don't need these boxes. Con không cần chỉ có cái thùng này. Không cần những cái thùng này. Không cần những thiết cái thùng này. Sếp mà mẹ đã nói. How about going to the zoo? Có thể đi thử được không? Paul laughed. Paul đã nói. Oh yes, he said, let's go. Oh được, anh ấy đã nói. Hãy bắt đầu. Let's go mà bắt đầu. Go là đi. Let's là chúng ta hãy. Phú ơi, càng ngày càng dịch sao á. Chú ý giùm cô nè. Paul's mom, mẹ của Paul, put đã để his kite, con diều của cậu ấy, in the third box, vào trong cái thùng thứ ba. No, said Paul. Không, Paul đã nói. Dad and I, bố và con, play with that, chơi cái con diều đó, in the park sometimes, thỉnh thoảng chơi con diều đó ở công viên đấy. Dad's toy cars are under our bed. Paul, những chiếc xe ô tô, đồ chơi của bố thì ở dưới cái giường của chúng ta đó, Paul à. And he's a lot older than you. Cái từ phải ép này nó có nghĩa là cái từ has đó. Và bố thì có nhiều đồ chơi cũ hơn là con đấy. You don't need these boxes. Con không cần những cái thùng này đâu. Said mom, mẹ đã nói. How about going? How about thì chúng ta cộng cho một cái động từ thêm in nha. Thế còn thì sao á? How about going to the zoo? Thế còn cái việc đi tới sở thú thì sao nhỉ? Paul laughed. Cái chữ G này là âm F. Vậy ED này sẽ đọc là âm T. Laugh T. Laughed. Các bạn có đọc theo không? Có theo dõi không? Laughed. Cho nên là cô thấy, mời các bạn đọc mà cô thấy bây giờ vẫn còn đọc sai là cô hơi buồn đấy nha. Paul đã cười lớn. Yeah, oh yes, he said, let's go. Oh dạ được được ạ. Cậu ấy đã nói, chúng ta hãy đi thôi. Rồi, câu số 8. Bảo Châu đọc dịch trật đáp án. Yes, Miss. Paul and his father play. Sao Bảo Châu có đứng huyền ngoại vậy con? Về nhà ông soạn bài trước đúng không? Play in là chơi ở trong đâu?
Play in the... Nếu mà có nghe cô đọc bài á, đọc theo thì bây giờ sẽ biết là Paul và bố của cậu ấy chơi ở đâu cùng với cái con diều. Cho nên giờ mà không biết là cô thấy bà Châu là có vấn đề nha. Học có nghiêm túc hay không nha, bà Châu. Rồi Hương. Bo and your father lay in the park. Miss Bo has some hat. Rồi, Paul and his father play in. Paul và bố của cậu ấy play in. Chơi ở trong đâu? Các bạn tìm này. Play with that in the. In gì? The park. Vậy có chữ in rồi, chúng ta chỉ chọn hai từ là the park, ở trong công viên. Các bạn ngồi học trước màn hình mà các bạn giống như là tâm hồn đang để đâu á. Rồi, with Paul's kite, cùng với con diều của bạn Paul sometimes, thỉnh thoảng. Rồi câu số 9. Xuân An. Yes, miss. Paul's father. Cái gì đó của bố của bạn Paul. Walk under the bed. Các bạn phải đọc hết câu thì các bạn dịch rồi lúc đó mình mới tìm ra được cái đáp án. Chứ đừng có đọc tới đây cái các bạn ngưng là không có thấy ý của nó. Paul's father's toy cars were under the bed. Dịch bài. Xe đồ chơi của bố của Paul đã ở dưới giường. Nhớ phải đọc hết câu xong các bạn dịch rồi lúc đó các bạn mới đi tìm thông tin ở trong cái bài đọc thì các bạn mới thấy được ha, thấy đáp án được. Câu số 10. Thường. Việc máy. Rồi sau đó Bo lại đi tới sở thú cùng với mẹ con gái. Rồi in the end, chữ the này đứng trước năm nguyên âm phải biến âm lại the là lưỡi ra the. In the end, vào cuối cùng. Paul wanted, ED này đọc là it wanted to go to the zoo, đi tới sở thú with his mom, cùng với mẹ. Rồi cuối cùng là bo nó đi, mẹ nó đi sở thú. Thế còn cái việc đi sở thú thì sao? Các bạn nói ôi dạ đi, được chưa? Rồi có nhiều bạn học bài không có chú ý nha, mất cảnh báo rồi đó. Part 6, phần thứ 6, 5 questions, có 5 câu hỏi. Read the text, hãy đọc bài viết. Choose the right words, chọn từ vựng đúng. And write them on the lines, và viết chúng ở trên đường kẻ. Chủ đề về farms, nông trại, trang trại. Rồi các bạn coi xem người ta cho sẵn cái từ bên đây. Các bạn chọn và điền từ vào. Ngọc Hân đọc câu ví dụ. Câu số 1, dịch chọn đáp án. There's a lot of work to do on a farm. Có nhiều công việc làm ở nông trại. In cold weather, vào mùa đông và mùa lạnh. People must give the sheep and cows their food. Những mọi người phải cho cừu và gà bò những thức ăn của chúng. Then there are a lot of things and places which people must clean. Sau đó có rất nhiều chỗ và nơi mà mọi người phải lau dọn. Phải lau dọn dẹp, giỏi rồi đó. There's a lot of work. There's là có. A lot of là nhiều. Work là công việc. Các bạn đừng có dịch chữ rất nha. Nhiều mới lại rất nhiều, nó khác, cái mức độ nó khác nhau. À,
có nhiều công việc to do để làm on a farm, ở trên nông trại, trang trại. In cold weather, vào thời tiết lạnh, people must give the sheep and cows their food. Mọi người phải cho cừu và bò ăn thức ăn của chúng. Vậy cái từ sheep, ai nói cho cô biết tại sao những cái con cừu mà chúng ta lại không thêm s mà con bò lại thêm s? Kim Quyên. Dạ, tại nó mặc định là không thêm s, mà dù số nhiều hay số ít thì nó cũng đúng rồi. Đối với con cá này, con cừu mới là cảnh sát, thì các bạn không thêm s vào nha, tại vì nó bản thân của nó là số nhiều rồi, vừa số ít và vừa số nhiều luôn, ba cái từ này. Nhưng mà riêng con cá thì đôi khi thỉnh thoảng người ta có thêm es vào là fishes, được chưa? Đó, có hai dạng nha. Xong mai mốt các bạn nói tại sao không thêm es vào nha. Ai không chú ý nghe giảng mai mốt không nhớ ráng chịu ha. Rồi cô mời cô tiếp theo Thiên Anh, cô số 2. Yes miss. Then there are a lot of things. À, ở Thiên Anh hồi nãy không chú ý hả? After that, they can work in the fields. Rồi đây can chu là sai rồi. Can không thể nào đi với chu được. À, cộng work là một cái động từ nguyên mẫu ở đây. Vậy đu là không thể đi với chu đu được. Đu chu được ha. Đây đu chu được, cái câu này nó lạ lắm. Vậy thì còn cái từ have, vậy là ta có một cái mẫu câu have to work. Đó, cái này có khó không hả? Tại vì các bạn không suy nghĩ, ngồi phân tích ra thôi. Cho nên là các bạn sẽ dùng cái từ sai. Rồi after that, sau đó they have to, họ phải work, làm việc in the fields, ở trên những cánh đồng. Câu tiếp theo, Gia Hân. Yes, miss. As some farm have to work. Cái gì vậy? Đọc cái gì vậy? What? Chỉ tay đọc lại coi. Một hàng dò một làm hàng, một tay dò một tay chỉ chữ. Trời ơi, đọc hàng này lộn lên hàng kia kìa con. At some farm you can buy vegetable, plantains and big and beautiful big brown eggs in the shop on the farm. Có vài năm trại thì bạn có thể mua rau. Plan là gì? Cô nhắc rất nhiều lần các bạn không chú ý cho nên giờ các bạn không nhớ nè. Làm ơn đọc đi đọc lại nhiều lần cho cô. Plants là thực vật, cây trồng á, cái cây nhỏ thôi, thực vật. Giống như là rau, hoa, nè, cỏ cho bò ăn á, ta gọi là plant. Bạn có thể mua thực vật phô mai và một loại những cái trứng màu nâu ở trong cửa hàng ở trong nhâm trại. Những cái trứng màu nâu to mà đẹp. À, nguyên một cái cụm từ tính từ nó sắp xếp với nhau. Cái này cô chỉ các bạn luôn rồi nè. Cái cách sắp xếp tính từ ở đâu nè. Đẹp, to, màu nâu, quả trứng. Vậy mình dịch ngược lại, quả trứng màu nâu, to, đẹp. Đấy ha. Vậy cái từ buy này các bạn chọn từ 1, 2 hay là 3? Hả? Dạ anh. Ba là chọn từ 1 hay 2 hay là 3? Từ 2. Bạn chọn từ 2. Rồi các bạn coi coi. At some farm, ở tại các cái nông trại, các trang trại. You can. Vậy có từ can thì chắc chắn động từ phải để nguyên mẫu là buy. Chính xác. You can buy. Bạn có thể mua vegetables, rau củ nè. Rồi plants, những cái cây thực vật nhỏ nè, như là cỏ ha. Rồi cheese, phô mai and beautiful big brown eggs. Và những quả trứng màu nâu to, xinh đẹp.
in a shop on the farm, ở trên cái gì, một ở trong một cái cửa hàng trên nông trại. Vậy cái từ plant này người ta không có dịch là cỏ mà người ta dịch là gì? Cái cây nhỏ nó đang chuyển đi ha, cái cảnh đi chuyển đi như là cái hoa à. Chứ mình đi đến cửa hàng mình mua cỏ về làm gì, đúng không? Rồi câu số 4, Mỹ Kim. The work on farm never stop. Những công việc trong nông trại không bao giờ ngừng lại. Chính xác. There are always things. Con dịch luôn câu năm hả Mít? Ừ, làm luôn đi. There are always things to do in sunny weather, in the rain, or in the snow. Luôn luôn có những thứ để làm trong thời tiết nắng nóng, trong mưa hoặc là trời tuyết. Rồi. Rồi, the work on farms, công việc ở trên trang trại, never stops, thì không bao giờ dừng. There are always là luôn luôn có, there are là có, và always là luôn luôn. Luôn luôn có things, những điều, những thứ à, to do, để làm, in sunny weather, vào thời tiết nắng, có nắng, in the rain, vào cái thời trời mưa, mùa mưa, or in the snow, hoặc là ở trong tuyết, hoặc là mùa có tuyết rơi. Rồi tới đây các bạn hiểu bài không? Liệt kê từng thời tiết ra thì cuối cùng các bạn phải dùng cái từ or, các bạn không dùng and nha. Tại vì ở đây người ta không cho cái từ and. But, nhưng mà thì không được. Then là phải so sánh hơn là không được. Phải có er, then thì mình mới dùng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từ or, hoặc là, hay là. Rồi bài này cảm thấy dễ không? Rồi các bạn xong rồi, bây giờ các bạn ơi, lấy cái phần speaking ra, các bạn làm cho cô cái phần speaking. Speaking phần test 2 thì cái phần giao tiếp hỏi này dễ rồi ha. Bây giờ các bạn qua phần find the difference. Rồi một bạn đọc hình A và một bạn đọc hình B, hình số 1 và hình số 2 cho cô nè. Kim Quyên với lại Thiên Anh đi. In picture A, the ball is big. But in picture B, the ball is small. In picture A, the towels are on the ground. But in picture B, the towels are on the chair. In picture A, the boy is taking a shower. Shower. But in picture B, the boy isn't taking a shower. In picture A, the boy has straight hair. But in picture B, the boy has curly hair. In picture A, there are four people in the swimming pool. But in picture B, there are three people in the swimming pool. Okay, good. Qua phần số 2, story. Một bạn tả cho cô câu chuyện Ngọc Hân. Yes, Miss. Fred and Jack are watching television. Mom is saying, go outside and play football. It's a sunny day. Fred opening the door to go outside. He can see water. We can't go out. Mom laughing. It isn't raining. She's saying, come outside and see. The boys are looking up. That's upstairs. He's giving the flowers some water. Rồi, ok, các bạn nhìn vào cái hình thấy gì nói đó. Hôm nay trời có nắng thì các bạn nói it is sunny today, được chưa? Mẹ có trái banh thì các bạn nói sao? The mom has a ball. Hai cậu bé đang xem phim thì nói sao? The children are watching TV. Rồi, xong phần này ha.
Rồi nhưng mà cái mặt mẹ có buồn hay không? Yeah. Mom ý sad. Mẹ đang nhìn vào hai đứa trẻ thì nói làm sao? Mom ý looking to the boys. Xì ra cái the boys. Rồi, rồi mẹ. Mẹ muốn cậu bé làm sao? Chỉ cái tay là mẹ muốn cậu bé này không có xem phim mà phải đi ra ngoài vườn chơi gì? Đá banh. Rồi, the mom wants the boys go outside to play football. Đó, bạn nhìn cái hình ở đâu của bạn? Có cái gì các bạn tả cái đó. Đừng có làm cái gì mà cho nó cao siêu. Rồi viết dài lủng củng một cái câu ngắn gọn thôi. Rồi, hai cậu bé thì sao đây? Mở cửa ra là the children open the door. Rồi, it's trời thì sao? Randy. Rồi. Bây giờ thì mẹ đi ra ngoài. Mẹ đang ở trong mưa. Các bạn nói là sao? Now the mom is outside. She wet. Mẹ thì bị ướt. Rồi hai đứa bé bên trong thì cười. Nói là sao? Rồi nó chỉ tay vào mẹ. Đó, nhìn thấy cái gì thì các bạn chỉ tay vào, các bạn nói. Rồi bây giờ nhìn lên trên thì có bố ở trên lầu. Trên lầu là gì? That is upstairs. Cô đang chỉ cho các bạn cái cách nói ngắn gọn nhất. Chứ các bạn theo cái mẫu này mà các bạn học thuộc lòng xong cái các bạn không có hiểu gì hết thì các bạn đặt câu. Ráng đặt cho mình những cái câu theo cái ý của mình, nhìn vô trong tranh là bố thì đang làm sao? Water, flower hoặc là water, the plant. Nhớ cái từ plant hồi nãy không? Plant, thực vật cây trồng á. À, bố thì đang tưới nước cho những cái cây nhỏ này, cây kiểng này. Rồi hai cậu bé thì nhìn lên trên, chỉ tay lên trên bố. Vậy là the boy gì? Are pointing to the dad. Rồi mẹ thì sao? Cười hả? Mặt mẹ cười hả? Mom is gì? Happy. Smiling hả? Đó các bạn tự nhìn, các bạn tự quan sát nha. Rồi bức tranh số 3. Jonan đọc lẹ giùm cô ha. Xuân An, Và câu số 3 đúng không nhé? con đọc phần này hết Hết luôn. đúng, con phải chú ý vào nha. Book is different. A lemon, a pineapple, and an orange are fruit. You eat them. You don't eat a book. You read it. Picture 4 is different because it isn't swimming. But picture 1, 2, and 3, they are swimming. Picture 4 is different because she's waking up. But picture 1, 2, and 3, they are sleeping. Picture 2 is different because it is round. But picture 1, 2, but 1, 3, and 4, they are square. Rồi, chúng ta sẽ qua phần cuối cùng. Now let's talk about you and your home. Bây giờ hãy nói về bạn và nhà ở của bạn. Vậy bạn và nhà ở của bạn như thế nào? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Trong nhà hay căn hộ ha? Vậy mình nói là in the flat. I live in a flat. Rồi, what do you like doing at home? Ở nhà thì bạn làm gì? Bạn thích làm gì? I like. Thích là các bạn phải cho verb in vào. Watching television hoặc là TV at home. Where do you have breakfast? Rồi, bạn ăn sáng ở đâu? I have breakfast in the kitchen. Nhiều bạn thì ăn trong phòng khách. Rồi, cái câu này khó nhất này. Tell me more about your home. Hãy kể cho tôi nhiều thêm về ngôi nhà ở của bạn. Thì mình tả đi ít nhất hai câu. Bạn nào tả được 5 câu thì giỏi. It's very big. Nó thì to nè. I live with my mom and dad. Tôi sống cùng với ba mẹ. Rồi, ví dụ nó có mấy phòng nè. À. Rồi tôi yêu thích nhất phòng gì? Được không? Đó là mình tả tả nhiều ra. Rồi bạn nào không biết thì mình sẽ có cái câu gợi ý bên đây. Và cuối cùng các bạn nói thank you, goodbye. Rồi, tới đây ổn chưa? Ok ha. Thank you, goodbye. Rồi, the end. Stop here. Goodbye, everyone. Goodbye. Yes.